Rồi, và bài squat dựa tường giữ cố định hai chân của các bạn cách tường ra một khoảng tầm 40cm, hạ mông xuống với bắp đùi song song, giữ yên cố định trong khoảng thời gian quy định. 3, 2, 1. Và squat dựa tường nào như thế này, đùi song song giữ yên nha. Đó. Hít thở đều nha, bài này không có dễ đâu. Cái con mảnh kia đi qua thì lại đá đổ đi nước. Gòn tập trung vô là vô mông đùi giữ lắm luôn. Rồi cái đùi giữ của bạn giữ song song nha. Vậy cái món này cũng làm dài nó lâu lắm, không có dễ đâu. Bước cái chân ra trước vậy luôn nè, giữ chân nó vuông góc chứ đừng có để cái chân sát vô nha. Để chân sát vô nó sẽ khó vô mông lắm. Giữ đều nha, rất là khó luôn á, bài này khó lắm, không dễ đâu. Vô chưa, thẳng chưa? Ok.